Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Lead 2021 chính thức ra mắt với một cái diện mạo mới đẹp nức lòng. Lead 2021 là một cái dòng xe vừa được hãng Honda cập nhật cái phiên bản mới với mặt ngoại hình vô cùng quyến rũ, chà thu hút. Chắc chắn sẽ làm cho rất nhiều anh em cảm thấy thích thú khi cùng chúng tôi chiêm ngưỡng diện mạo mới của em ấy. Lead 2021 bây giờ đã trở nên vô cùng sắc sảo. Và ở cái lần cập nhật mới lần này thì Honda chủ yếu tập trung vào cái dòng xe Lead 2021 với một cái động cơ 125cc với kích 3 tông màu chủ đạo chính: trắng, đen và đỏ. Riêng phiên bản màu đỏ thì chủ yếu xuất hiện trên cái bảng là bánh mầm và sẽ không có cái phiên bản bánh cầm như là cái tông màu còn lại. Lead 2021 phiên bản màu trắng chính là bản màu ấn tượng nhất đó riêng với mình, bởi vì nó toát lên nét đẹp thanh lịch bóng bẩy khi kết hợp với những chi tiết được sơn đen bóng như cái phần mặt nạ, tay dắt, dè trước vân thì lại giúp tổng thể chiếc xe trở nên cứng cáp hơn khá nhiều. Trên cái chiếc Lead 125/2021, tất cả các chi tiết tem ở mỗi phiên bản đều là thiết kế 3D mang một cái phối màu độc lập với cái tông màu tổng thể, làm cho người nhìn bị lôi cuốn một cách mạnh mẽ từ ánh nhìn đầu tiên ở con xe này. Chẳng hạn như cái chiếc Lead 125/2021 phiên bản màu đen được phối cùng với cái tem đỏ hết sức nổi bật, vốn đã huyền bí, phối màu này lại làm tổng thể cái chiếc Lead trông là ma mị, lôi cuốn hơn rất nhiều, phù hợp với những cái quý ông lịch lãm. Cái phiên bản Lead 2021 cái bản màu đỏ là phiên bản sặc sỡ nhất khi được nhà thiết kế của Honda định hướng theo một phong cách trẻ trung hơn, phù hợp với những thanh niên trẻ tuổi như chúng ta. Nó trông là bớt đơn điệu hơn hẳn vì sổ trên mình những chi tiết tem màu vàng óng ánh. Cái chiếc Lead 2021 sẽ không thay đổi gì về trang bị. Ở cái chiếc Lead 2021 vẫn có dụng cho mình một cái động cơ XB thời cũ, dung tích 124,8cc, SOC 2 van, tạo ra một công suất là 11,2 hp, đặt ở ngưỡng nguồn tua máy là 8.500 phút, mô men xoắn cực đại là 11,16 Nm, tại vòng tua máy là 6.500 phút. Về mặt giá bán của cái chiếc Honda Lead 2021, cái chiếc Honda Lead 2021 cái bản 125cc hiện đang bán mức giá chính hãng thị trường Thái Lan với mức giá bán đề xuất là 51.400 bạc Thái, tương đương gần là 39.500.000 đồng cho phiên bản bánh cầm, và phiên bản bánh mâm thì có mức giá đắt hơn, 55.100 bạc Thái, tương đương là gần 41.700.000 đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.